Nước biển xanh trong, sóng vỗ bờ nhẹ nhàng. Bờ biển trải dài trên cát trắng mịn, đến bãi biển Trung Lương thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Diễn viên Trần Anh Huy và MC Giang Thái không chỉ được hòa mình vào bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn được trải nghiệm đời sống bà con làng chài, thưởng thức những món đặc sản địa phương. Mời quý vị đón xem hành trình này trong Việt Nam Mến Yêu, phát sóng vào lúc 19:50 thứ Bảy ngày 24 tháng 8 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.